Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình là nhận một cái máy của đồng hồ Tạ Lê nha. Máy cũng còn khá là đẹp nhưng mà nó bị cái ban là nó bị tuột cái này nè. Tuột cái ổ xích nè. Bên đây còn, bên phần chuông còn. Nhưng bên phần giờ thì tuột rồi nè. Thì cái này thì do cái hình dạng của cái khóa trong đây nó giống con cái hình con cá, thành ra người ta kêu là thuộc cái mang cá gì đó, có người kêu là thuộc thỏ, còn mình thì hôm nay theo dân gian giống như xe đạp mà bị tuột xích ngày xưa kêu chặt chó thì đó, nó cũng giống như cái đó, nó là cái khóa một chiều của cái bánh răng này, nó chỉ cho bánh răng này xoay một giờ theo chiều này thôi, cái chiều mà lên cót thôi, lên dây thôi, kéo xích nó lên vậy thôi, còn chiều này là nó giữ lại để nó kéo cái bánh răng này để kéo cho cái đồng hồ chạy các bạn ha. Bây giờ mình tháo ra mình xử lý cái ban này nha. Thì cái này mình cũng chỉ nhóm mình tháo ra thôi chứ không có cần phải tháo hết cái máy đâu các bạn. Nó chỉ có khúc chút xíu như đây thôi. Nhóm ốc mình tháo ra thôi. Cái này người ta cũng có đóng sơ mi cái lỗ chụp là kim mình nè. À, cái lỗ chụp của cái cốt chính nè. Nó gãy cái miếng thép chặn ở đây nè các bạn, chặn đè cái này vô nè. Rồi bây giờ mình phục hồi cái miếng thép này lại ha các bạn, mình làm miếng thép này lại. Thì mình sẽ lấy cọng thép là so nha các bạn. Nó làm cái miếng tấm nó rất là khó làm ha, tại vì nó còn có từ đây nó đập nó bẻ lên rồi nó bẻ xuống móng lại nữa, nên mình làm cái thép tròn luôn cho nó dễ. Mà cái miếng thép tấm nó rất là dễ gãy cái chỗ này, rất là nhiều cái mình thấy nhiều cái nó gãy ngay chỗ này lắm, là cái chỗ nó bẻ lên. Mình sẽ làm một cái đường vòng từ đây, vòng ở đây nha các bạn ha.
Các bạn tận dụng cái con ốc này để làm cái tán luôn nè các bạn.
Để ý cái lò xo đừng có đụng vô cái này là được ha. Nó hơi hơi ấy thôi. Vị trí này cắt cái này đi. Đó, làm vậy đấy các bạn. Đây là đây nè. Rồi bây giờ trên đây mình khứa một cái rãnh ha các bạn ha, cho nó nằm cái này nó ôm trong đây chứ không nó sẽ trượt ra. Khứa còn không mình khoan luôn cũng được, mình thì mình khoan cho nó chắc cú ấy. Ngay cái mấm đầu này nha các bạn, trên đây là không có tác dụng gì ha, ngay chỗ đây nè, ngay cái đầu gối này nè thì nó mới đè, nó mới có sức đè nha. Được rồi đó các bạn. Vậy thôi. Rồi giờ siết chặt lại rồi mình cắt bớt cái đầu này đi rồi mình tán lại ha các bạn ha, chứ để xài thời gian nó lại rớt ra.
Rồi ok. Rồi ổn rồi các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.